Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty thảo dược Nguyễn Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâm ngọc linh, đặc điểm công dụng chữa bệnh và cách dùng. Sâm ngọc linh là một loại sâm quý phân bố chủ yếu tại miền Trung, Trung Bộ của Việt Nam và được dược sĩ Đào Kim Long phát hiện trên núi Ngọc Linh vào năm 1973. Đây là loại sâm có dạng thân thảo sống lâu năm, cao khoảng 40-100cm. Sâm ngọc linh được đánh giá cao hơn cả sâm Hàn Quốc và được mệnh danh là sâm tốt nhất trên thế giới. Ngoài cái tên sâm ngọc linh, người ta còn gọi là sâm Việt Nam, sâm ngọc lĩnh, củ ngải rậm con, sâm trúc, sâm khu năm, cây thuốc dấu, v.v. Danh pháp khoa học là Banat Vietnam Mesic, thuộc họ Cucurbitaceae. Sâm ngọc linh là một loại cây thân thảo dạng thẳng đứng có màu lục hoặc hơi tím. Thân cây nhỏ có đường kính từ 4-8mm, thân rễ cây có nhiều đốt như đốt trúc và có nhiều cùi thịt với đường kính chỉ từ 1-3cm. Rễ một bòn ngang có thể ở trên hoặc dưới mặt đất khoảng 1-3cm, thường mang nhiều củ và rễ nhánh. Bộ phận lá của cây, mỗi thân cây mang lá sẽ tương ứng với một đốt dài khoảng 0,5-0,7cm. Từ 1-3 năm, sâm ngọc linh chỉ có duy nhất một lá và không rụng. Từ năm thứ tư, cây mới mọc thêm 2-3 lá. Lá trên đỉnh thân thường là lá kép có hình chân vịt, mọc theo từng vòng với số lượng khoảng 3-5 nhánh lá. Cuống lá kép dài từ 6-12mm, gồm có 5 lá chét. Các lá chét có phiến hình bầu dục chớp nhọn và mép phía có răng cưa, lá có lông ở hai mặt, lá chét ở giữa thường lớn hơn. Bộ phận hoa. Hoa có hình tán đơn thường mọc dưới các lá thẳng với thân, cuống của tán hoa thường dài khoảng 10-20cm, có thể xuất hiện kèm theo 1-4 tán phụ hoặc thêm một hoa mọc ở dưới tán chính. Thường mỗi tán sẽ có tới 60 hoặc 100 hoa, cuống hoa có độ dài từ 1-1,5cm, mỗi hoa có 5 cánh màu vàng nhạt, 5 nhị với một vòi nhụy. Bộ phận quả mọc chủ yếu ở phần trung tâm của tán lá, độ dài từ 0,8-1cm, rộng từ 0,5-0,6cm. Ban đầu quả thường có màu xanh và sau 2 tháng sẽ chuyển sang màu xanh thẫm hoặc vàng lục. Khi chín, quả sẽ có màu đỏ cam và phần đỉnh quả có chấm đen. Mỗi quả thường chứa từ 1-2 hạt, mỗi cây có trung bình từ 10-30 quả. Cách thu hái. Người ta thường thu hoạch sâm ngọc linh khi chúng được 3 năm tuổi. Thông thường người ta sẽ đợi từ cuối tháng 7 đến tháng 10 hàng năm cho cây sâm ngọc linh ra quả chín mọng để thu hái quả và hạt sâm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thời điểm thu hái tốt nhất thường là vào kỳ nghỉ đông, khoảng tháng 11 hoặc tháng 12, vì đây là thời điểm dược tính của loài cây này được phát huy tối ưu nhất. Cách sơ chế và bảo quản. Sau thu hoạch, rễ cây sẽ được đem rửa sạch, phơi khô nhằm để được lâu và vẫn giữ nguyên được dược tính. Sâm ngọc linh thường được bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát. Thành phần của sâm ngọc linh. Theo các cuộc nghiên cứu của Bộ Y tế Việt Nam vào năm 1978 đã phát hiện ra sâm ngọc linh có hàm lượng saponin cao hơn nhiều lần so với các loại sâm khác. Ngoài ra, các bộ phận như lá, rễ và thân cây của sâm ngọc linh cũng chứa rất nhiều dưỡng chất khác như thân rễ và rễ cụ có chứa đến 52 hợp chất saponin, trong đó có hơn 50% saponin damascene kiểu eicosanoate với macronoxid R2, saponin triterpen cùng các loại saponin khác như R0, RB1, RB2, RC, RD, RF, RG2, RG3, RH1, RH2, v.v. Có 17 loại axit amin bao gồm phenylalanine, lysine, valine, theonin, methionin, lysine, esolysine, v.v. Có 20 nguyên tố vi lượng như sắt, oxit, đồng, kali, các vitamin E, B12, B2, v.v. 7 hợp chất polyacetylene, tinh dầu khoảng 0,1%, glucid và lipid. Cách tính tuổi của sâm ngọc linh. Thông thường sâm càng nhiều tuổi thì giá trị dinh dưỡng cao và vô cùng quý giá với giá rất đắt đỏ. Sâm nhiều năm tuổi thường được rất nhiều đại gia săn tìm để trả những khoản tiền rất lớn, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc cả tỷ đồng để có thể sở hữu được nó. Đặc biệt, chỉ có những cây sâm trên 5 năm tuổi mới có thể khai thác được giá trị của chúng. Để biết được cây sâm có tuổi đời bao lâu thì dưới đây là cách tính tuổi mà bạn có thể tham khảo. Vào tháng thứ nhất, sâm bắt đầu đâm chồi mới. Khi sinh trưởng thành, cây sâm trưởng thành sẽ có một tán hoa. Từ tháng thứ tư đến tháng thứ sáu thì hoa nở và kết trái. Tháng thứ bảy quả bắt đầu chín. Cho đến cuối tháng 10, thân ký sinh lụi tàn, lá rụng và để lại một vết sẹo ở đầu của sâm. Cho đến hết tháng 12, cây sẽ vào giai đoạn ngủ đông.
ở 3 năm đầu, cây chỉ rụng một lá nếu trên củ có một sẹo, tức là cây sâm đã được trên 3 năm tuổi. Cứ mỗi năm cây rụng lá sẽ để lại thêm một vết sẹo. Vì vậy bạn có thể căn cứ vào vết sẹo của củ sẽ biết được năm tuổi của củ sâm. Công dụng của sâm ngọc linh. Sâm ngọc linh được mệnh danh là một loại thảo dược quý hiếm cần được bảo tồn và phát triển bởi công dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe như bồi bổ cơ thể. Nhờ các hoạt chất cần thiết mà sâm ngọc linh có tác dụng điều hòa hệ tiêu hóa, giúp người bệnh ăn ngon miệng, ngủ đủ giấc, tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Ngoài ra, loại sâm này còn phù hợp với những người còi xương, suy dinh dưỡng, người cao tuổi, người bị thiếu máu, mới ốm dậy, v.v. làm chậm quá trình lão hóa. Nhờ vào hàm lượng saponin mà sâm có khả năng ức chế hình thành MDA, chống oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Sử dụng sâm mỗi ngày sẽ giúp da dẻ đẹp hơn, tóc xanh và trẻ hóa hơn, điều hòa hoạt động tim mạch. Các hoạt chất có trong sâm ngọc linh có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, giúp ổn định đường huyết và phòng chống các bệnh về tim mạch như xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim và hỗ trợ điều trị bệnh huyết áp thấp hiệu quả, hỗ trợ điều trị viêm phế quản, hen suyễn. Nhờ công dụng kháng viêm kháng khuẩn, trong đó có khuẩn Streptococcus, mà sâm ngọc linh giúp làm dịu nhanh các cơn ho, giảm đau họng, lông đờm, giúp người bệnh dễ thở và ngăn ngừa tái phát cơn hen suyễn. Chống trầm cảm khác, sâm ngọc linh chứa thành phần Matronoxid R2 có khả năng phục hồi rối loạn chức năng do stress, giúp giải tỏa căng thẳng, chống trầm cảm, chữa suy nhược thần kinh và tốt cho hệ thống thần kinh. Tăng cường sinh lý nam nữ, kích thích hoạt động não bộ với tuyến yên nhằm thúc đẩy sản sinh nội tiết tố sinh dục, đồng thời giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể để giúp tăng cường sinh lực, chữa thiếu máu, bổ máu huyết, kích thích cơ thể để tăng tế bào hồng cầu và tiểu cầu nhằm giúp bổ máu, chữa thiếu máu và bệnh suy tiểu cầu, hỗ trợ điều trị đối với hệ thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ và khả năng vận động trở nên linh hoạt hơn. Loại sâm này cũng rất phù hợp với người cao tuổi để giúp hạn chế tình trạng hay quên, trí nhớ kém, ngăn ngừa bệnh loạn trí ở tuổi già. Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, có khả năng ức chế sự phát triển của các khối u nhú, làm tiêu tan tế bào lạ và ngăn chặn mầm móng của tế bào ung thư, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện các hậu quả sau khi xạ trị hóa trị, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và kéo dài sự sống. Công dụng khác, giúp tăng cường chức năng gan, giải độc cho gan, giảm đường huyết và hỗ trợ chữa tiểu đường rất tốt. Đồng thời, sâm ngọc linh còn giúp cầm máu vết thương, chữa sốt rét, phục hồi vết thương và chữa bệnh đường tiêu hóa hiệu quả, v.v. Dùng sâm ngọc linh như thế nào cho đúng? Sâm ngọc linh có vị hơi đắng và không có tính độc nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tuy nhiên, người dùng cần sử dụng đúng liều lượng, đúng cách để mang lại hiệu quả và tránh lãng phí. Dưới đây là một số cách sử dụng sâm ngọc linh mà bạn có thể tham khảo. Đầu tiên, ngậm trực tiếp. Đây là cách sử dụng đơn giản và dễ thực hiện. Bạn có thể dùng sâm tươi hoặc sâm khô áp dụng theo cách sau đây. Đối với sâm tươi thì cần rửa sạch và cắt thành một lát mỏng. Còn với sâm khô thì cũng cần một lát mỏng mà thôi. Dùng sâm ngậm trực tiếp trong miệng cho đến khi tan hoàn toàn. Cách này phù hợp với những người bị ốm, cơ thể mệt mỏi, kém ăn, người mắc bệnh hen suyễn, hô hấp kém, thở khó khăn và bệnh tật lâu ngày. Lưu ý, đối với sâm tươi thì cần được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và chỉ dùng trong 2 đến 3 ngày. Cách thứ hai, ngâm rượu sâm ngọc linh. Dùng sâm ngọc linh để ngâm thành rượu không chỉ giúp nam giới bồi bổ sức khỏe mà còn giúp tăng cường chức năng sinh lý, mạnh gân cốt, giúp phòng ngừa và hỗ trợ bệnh tật hiệu quả. Cách thực hiện, lấy khoảng 100g sâm ngọc linh khô hoặc 500g sâm tươi đem sơ chế sạch sẽ. Ngâm nguyên liệu này cùng với 2-3 lít rượu trắng ngon 50 độ đựng trong một bình thủy tinh, sau khoảng thời gian ít nhất 3 tháng là có thể lấy ra sử dụng được. Lưu ý, mỗi ngày chỉ nên uống 50-100ml rượu thuốc và không quá lạm dụng. Đối với những người mắc bệnh huyết áp, ung thư tim mạch, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú thì không nên sử dụng. Sâm ngọc linh ngâm với mật ong. Dùng sâm tươi để ngâm với mật ong khá phù hợp với nhiều đối tượng như người già, người mới ốm dậy, người bệnh tật, có tác dụng bồi bổ cho sức khỏe, kích thích hoạt động của não bộ và hệ thần kinh, hỗ trợ điều trị các bệnh về máu và ung thư hiệu quả. Cách thực hiện, rửa sạch khoảng 1kg sâm tươi để cho ráo nước hẳn thì thái thành từng lát mỏng, cho sâm đã thái lát vào bình thủy tinh rồi đổ mật ong rừng nguyên chất sau cho ngập các lát sâm, đậy nắp kín và ngâm trong khoảng 1 tháng. Trong quá trình ngâm, nếu có bọt trắng thì vớt bỏ để tránh làm chua sâm. Mỗi ngày ngậm khoảng 3-5 lát sâm trong miệng cho đến khi tan hoàn toàn, dùng liên tiếp trong một thời gian sẽ giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe. Lưu ý, để phát huy được tác dụng tốt nhất thì bạn nên sử dụng vào buổi sáng sớm, lúc bụng vẫn còn đói, khi đó cơ thể chưa hấp thụ các chất khác nên các màng mạch sẽ dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng từ sâm hơn. Cách thứ tư, pha trà từ sâm ngọc linh.
Đây là cách làm khá đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Dùng sâm ngọc linh để làm trà uống mỗi ngày vừa giúp bổ dưỡng, vừa phòng ngừa được bệnh tật mà còn giúp chống lão hóa hiệu quả. Cách thực hiện: củ sâm sau khi rửa sạch thì đem thái thành từng lát mỏng, dùng khoảng 1 đến 2 gram khoảng vài lát sâm cho vào ấm, đổ nước sôi và hãm trong thời gian là 5 phút là có thể sử dụng được. Lưu ý, bã trà cũng có thể dùng vài lần, sau khi uống hết thì bạn có thể dùng bã trà để hãm tiếp nhiều lần cho đến khi nước trà nhạt dần rồi lấy bã nhai và nuốt. Cách thứ 5, sâm ngọc linh hầm thuốc bắc. Bài thuốc này đặc biệt rất tốt cho những người có sức khỏe yếu, người mới ốm dậy, người cao tuổi bị suy nhược cơ thể hoặc bệnh nhân mắc bệnh nan y đang điều trị ung thư. Cách thực hiện: rửa sạch củ sâm rồi đem thái thành 5 đến 6 lát và đem hầm với thuốc bắc. Mỗi tuần nên dùng 1 đến 2 lần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Cách cuối cùng, cách thứ 6, nấu cháo với sâm ngọc linh. Sử dụng sâm ngọc linh nấu cháo không chỉ giúp bổ sung chất dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe cho người bệnh mà còn giúp điều trị các bệnh mãn tính về đường tiêu hóa như dạ dày, ruột, v.v. Cách thực hiện: dùng 3g sâm ngọc linh đem sắc cùng với nước khoảng 30 phút, cho gạo trắng vào nấu tiết thành cháo và nêm nếm cho vừa ăn rồi tắt bếp. Cháo nên ăn khi còn ấm để đạt được hiệu quả tốt nhất. Những đối tượng không nên sử dụng sâm ngọc linh. Mặc dù sâm ngọc linh rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng. Dưới đây là một số đối tượng không nên sử dụng để tránh có những tác dụng phụ không mong muốn. Phụ nữ đang mang thai vì có thể làm tăng nội tiết tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Những người bị đau bụng do thể hàn, đầy bụng, chướng bụng v.v. và không sử dụng vào buổi chiều tối đối với người bị mất ngủ. Những người bị huyết áp cao không nên sử dụng vì có thể khiến cho huyết áp tăng đột ngột và gây nguy hiểm đến tính mạng. Đối với trẻ em bị còi xương, suy dinh dưỡng, thiếu máu, cơ thể gầy yếu thì có thể dùng. Tuy nhiên đối với trẻ khỏe mạnh, bình thường thì cần hạn chế sử dụng. Sâm ngọc linh có tác dụng phụ hay không? Sâm ngọc linh là một loại thảo dược quý hiếm nên rất an toàn, lành tính, không chứa độc tố và có thể sử dụng mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu lạm dụng liều thì cũng có thể dẫn tới một số hệ quả không như mong muốn. Sâm ngọc linh có tính hàn mạnh, nếu dùng quá liều có thể gây lạnh bụng dẫn đến tiêu chảy, chướng bụng. Lạm dụng quá nhiều có khiến cho hệ thần kinh hưng phấn quá mức dẫn tới tình trạng mất ngủ, mệt mỏi. Vì vậy, để đảm bảo an toàn thì người bệnh chỉ nên dùng tối đa 2 đến 6 gram mỗi ngày và tuân thủ theo sự hướng dẫn của các bác sĩ. Để mua sâm ngọc linh, các bạn có thể liên hệ đến công ty thảo dược Nguyễn Trân, số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0386336688. Cuối cùng, các bạn có thể để lại câu hỏi thắc mắc kèm theo số điện thoại bên dưới video này. Chúng tôi sẽ liên hệ và trả lời trực tiếp cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trân Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0906 852 188.